Hello anh em thì uh, gần đây ấy, có một số anh em nói với mình về cái vụ đó là uh, bị uh, tăng giá nạp ở trong game nha các bạn. Tức là những cái gói bình thường của anh em ví dụ uh, 119 thì nó tăng lên uh, 129 hay sao ấy, 109 lên 129. Rồi uh, gói đặc biệt hàng ngày này rồi tăng từ 22 lên 25.000 rồi những cái gói như là gói game tháng thì cũng tăng lên 200 bao nhiêu ấy nói chung là mỗi gói các bạn tăng lên đâu đó tầm uh, 20-30 nghìn thì uh, có lẽ anh em chưa biết thì hôm nay mình sẽ làm video để mình uh, cập nhật về cái vấn đề này cho anh em cũng như mình sẽ chỉ cho các bạn uh, cách làm thế nào để các bạn có thể uh, uh, nạp bằng cái giá rẻ như cũ nha anh em thậm chí nó còn rẻ hơn nha các bạn đó đầu tiên thì các bạn cần phải hiểu là tại sao chúng ta lại có cái vụ uh, tăng giá nạp này thì cái vụ tăng giá nạp này ấy, nó không phải tới từ game nha các bạn Mà nó tới từ cái việc thay đổi chính sách của Apple Đấy các bạn có thể search là tăng giá nạp App Store Và nó chỉ áp dụng cho iOS Tức là thanh niên nào mà xài iPhone, iPad ấy. Đó, Các thiết bị sử dụng iOS thì các bạn sẽ bị tăng giá nạp Còn Android thì chúng ta vẫn sống khỏe nhá Tuy nhiên thì mình nghĩ là cũng không loại trừ trường hợp đó là đó Tương lai thì Android cũng sẽ tăng giá Cái này thì mình không biết trước được Nhưng mà hiện tại thì chỉ có Apple tăng thôi nha mọi người Đó các bạn có thể tìm cái bảng giá Apple tăng để mình tìm phát đã Search là iOS uh, tăng giá nạp đi. Đây thì nếu mà các bạn uh, chọn một cái mục hình ảnh ở đây các bạn sẽ thấy là cái uh, tăng giá nạp nha các bạn. ở uh, cái tăng giá nạp hiện tại của bên Apple là đã, đã tăng như thế này thì những cái tiêu các bạn không quan trọng. Có chọn các bạn thấy những cái mức nạp hiện tại nó đã là ở 25.000 này, 119 thì chúng ta lên đây là 129.000 này. Rồi ví dụ như gói 219 thì không biết là lên 249 hay là 229 thôi. Nếu mà tất cả các gói nào thì nó đều được tăng giá cho anh em. Và đây là tăng giá chung cho tất cả những cái game những cái app nào mà các bạn uh, sử dụng trên iOS. Vậy thì làm thế nào để chúng ta uh, nạp gói lại rẻ như cũ bây giờ? Thì thứ nhất là có một cái cách uh, đơn giản nhất là các bạn uh, sử dụng một cái thiết bị Android khác đó để các bạn uh, nạp gói vào game à, cái này thì chắc là hơi khó tại vì không phải bạn nào cũng có ở uh, hai thiết bị di động đúng không vậy thì các bạn có thể một cách thứ hai đó là các bạn sẽ uh, nạp uh, thông qua giải lập nhé anh em đó các bạn có máy tính laptop thì đó các bạn tải giải lập về uh, thì link tải giải lập mình sẽ để ở dưới phần mô tả video này các bạn cứ tải giải lập về sau đó các bạn đăng nhập bằng uh, gmail thôi các bạn cứ đăng nhập bằng gmail ở trong cái mục tài khoản này đó, các bạn chọn ở Google này chuyển tài khoản rồi các bạn đăng nhập sang cái Gmail mới cái Gmail mà các bạn sử dụng để vào cái nick ở trên iOS đấy các bạn liên kết với Gmail nha, đừng liên kết Facebook đăng ký một cái Gmail mới đi liên kết vào thì các bạn bở trên 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 máy tính thì nó lại tính là bản Android thì các bạn nạp lại rẻ hơn đó và còn một cách nữa đó là anh em có thể nạp qua web Gamota nhé anh em, anh em có thể nạp qua web Gamota thì mình thì mình sẽ khuyến khích anh em nạp qua web hơn bởi vì nó sẽ rẻ hơn các bạn thì cái việc mà đổi qua android này ok nhá rồi đổi qua giả lập ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách uh, nạp ở trên web gamota thì cái này trước mình có làm rồi bây giờ mình chỉ sâu lại cho anh em thôi nó trước hết là anh em uh, vào google anh, anh, anh em tìm cho mình đó là uh, nạp gamota Rốc đi đây, royal kingdom nó ra luôn này đó thì nó sẽ hiện lên ngay nha các bạn đây là trang web nạp uh, chính thức của nhà phát hành thì ở đây cũng là web nạp gamota này các bạn ấn nạp tiền ấn nạp tiền rồi, đấy các bạn chọn cho mình uh, Rive Kingdom Thì ở đây các bạn nhập cái số ID của bạn vào Ví dụ của mình là 3, uh, 369 đó. Của mình là 369 866 49 Đó, mình ấn nhận mã xác nhận Ok Rồi, thì sau đó mình sẽ vào game lại Đây, game của mình đây Mình ấy từ lắm bỏ game đã có thực mới vượt được đạo anh em ạ nói chung nạp thì làm mẫu thôi chứ thực ra thì làm gì có tiền mà nạp nên là mình đào game mà chính ok bây giờ mình vào thư mình sẽ nhận được ở đây là có một cái mã xác nhận là hai năm hai các bạn rồi mình sẽ chuyển qua cái chỗ này. mình sẽ là 252 này một này ok đăng nhờ cái này đơn giản lắm cái này nó chẳng quan trọng nhá thì vào đây các bạn chọn cho mình vào cái mục uh, nạp điểm rồi nạp điểm ở đây, Gamota thanh toán này, các bạn chọn vào chỗ này, rồi đây các bạn sẽ nạp điểm nhé, đây là cái mức điểm. Lưu ý với anh em, đó là nó sẽ có những cái đợt khuyến mãi giảm giá 5%, tức là các bạn sẽ nạp ví dụ 200 000 thì nó chỉ mất là 190 000 thôi. Anh em chọn vào mục nạp điểm này, ví dụ vậy. ở đây các bạn sẽ có rất là nhiều hình thức thanh toán, thì nó khá là đơn giản. ví dụ các bạn chọn nào có ví momo, PayPal ở dưới này các bạn cũng có thẻ game anh em các bạn cũng có cũng có thẻ game luôn dưới này chúng ta có là thẻ gate và thẻ vtc đấy ở thẻ vtc thì các bạn cứ ấn vào để các bạn uh, mua thẻ thì mua thẻ thì các bạn có thể mua ở ngoài net cũng được mua người net hay mua ở nhiều chỗ lắm bây giờ chỗ bán thẻ game rồi. lâu lắm mình không đi net mình không biết các bạn nhập số series vào đây nó cứ hướng dẫn hết rồi anh cứ vậy mà nạp thôi ừ, tương tự đối với những cách khác ví dụ như là ví momo đi ví dụ ví momo thì các bạn sẽ có mã qr đấy các bạn quét cái này một phát là nó sẽ nạp cho anh em luôn rất là tiện nhá rất là tiện Ờ tương tự thì các bạn có thể nạp qua nhiều hình thức khác. Ví dụ đây chúng ta có thể nạp qua VIPOTA. VIPOTA là nó sẽ giảm giá 5% một tháng thì thường giảm một lần. Đấy mình thì không biết cụ thể ngày nào nhưng mà uh, theo như mình để ý nó sẽ giảm khoảng 3 4 ngày một tháng. Các bạn chịu khó vào check thường xuyên nhé anh em, nạp nó sẽ rẻ hơn đấy. Rồi sau khi các bạn có điểm rồi, ở đây thì trước mình có nạp để mình mua game tháng mình vẫn còn dư. Thì các bạn ấn vào mua gói quà này. Đấy mua gói quà nhé anh em. Rồi các bạn chọn cho mình vào cái chỗ chọn nhân vật. Đây các bạn tìm đúng cái tên nhân vật của các bạn đúng tên nhân vật nhé thì ở đây tất cả gói nào thì trong game nó đã có trong này rồi nhưng mà mình sẽ nói luôn là nó sẽ uh, không có gói quỹ trưởng thành để cho anh em đỡ bất công tìm không có gói quỹ trưởng thành uh, không có gói uh, hàng ngày tức là không có gói tướng hàng ngày còn tất cả những gói khác như là gói chợ phiên này uh, gói game tháng những cái gói mà nó hiện lên trong quá trình chơi ấy ví dụ như là gói uh, pop up uh, 10 tượng vàng này bốn nguyên liệu cam gói pha lê là trong này nó có hết nha anh em anh em cứ yên tâm thường thì nó sẽ ở trong cái chỗ gói giá trị nếu mình nhớ không nhờ Tức là những cái gói nó hiện lên đấy các bạn kéo xuống cuối là gói giá trị. Gói VIP có luôn này. Đó, ở đây thì các bạn sẽ mua điểm từ cái gói hồi nãy, sau đó bạn sẽ đổi điểm. Ví dụ ở đây gói 109 ngàn thì các bạn vẫn chỉ đổi là 499 điểm thôi. Đó, các bạn nạp tiền nó sẽ rẻ hơn anh em, nó sẽ rẻ hơn được tầm ví dụ 109.000 thì thường mình nạp nếu mà hết khuyến mãi thì khoảng 104.000 thôi. Nó khá là rẻ nha các bạn. Rồi ok, vừa rồi là mình vừa hướng dẫn và giải thích nhanh cho anh em đó là cái vấn đề tại sao mà ở uh, game nó lại tăng giá nạp và nhiều bạn uh, bị tăng giá nạp thì mình uh, vừa chỉ cho anh em ba cái cách để anh em có thể khắc phục và nạp lại rẻ như ngày xưa đó thì uh, cách nào anh em áp dụng được thì anh em cứ áp dụng nhá anh em cứ tìm những cái cách mà nó phù hợp và thuận tiện nhất cho các bạn là được chứ còn thật sự nếu mà gói nạp tự nhiên ios nó tăng lên như vậy thì mình thấy là thật sự rất là đắt đấy các bạn đắt, đắt hơn rất là nhiều ấy, chứ không phải đắt hơn rẻ đâu và nếu các bạn thấy video này có ích cũng như là giúp ích cho các bạn trong quá trình chơi rapidum thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký để ủng hộ robb hai p anh em hẹn gặp lại các bạn ở những video sau bye